Em trai nhìn con 7567, nếu mà thiết kế em nhìn phía sau con Alien của em thấy thế nào? Nhưng mà Alienware thì nó không nhầm lẫn thương hiệu nào. Chẳng qua thì thôi, gì không thích máy cũ thì mình sẽ dùng một cái máy mới. Còn dòng này thì nó chạy 1080 cũng mạnh đấy. Đó là card series 10 chuẩn RAM DDR4, con này maximum 32GB. Này còn thiết kế của nó thì cho mọi người xem luôn. Còn con này còn nó tản nhiệt của nó, em nhìn nhiều người mê nó đấy. Xoay xoay anh cái này nhé. Đây các bạn có thể thấy cái tản nhiệt của nó. Nó làm y chuẩn của một cái siêu xe. Bên trên dòng này thì nó trang bị một cái nền ly. Nhược điểm nó là anh thấy là nó dễ bám vân tay. Nhưng cái này thì theo như anh mua mới về, mình sẽ bọc ni lông ở bên ngoài vào, chống bắn vân tay cho máy luôn, mà chống xước cho máy luôn. Logo của Dell thì nó sẽ mạ màu đỏ. Còn lát con này thì tí thì anh sẽ active cho em luôn, vì nó chạy bản Windows bản quyền. Các bạn có thể nhìn thấy hình thức ở bên ngoài. Phiên bản được trang bị màn hình IPS thì nó vẫn giống y hệt như vậy và không có gì khác cả. Với hai hốc tản nhiệt đằng sau rất là lớn. Và cái này làm bằng hợp kim nhôm, nó sẽ giúp chúng ta tản nhiệt rất là tốt. Đặc biệt là cái cặp màn hình CD 10 thì các bạn biết là cái cấu hình nó ok. Còn bên dưới máy thì các bạn có thể nhìn thấy Dell nó làm như này. Việc chúng ta mở một cái máy này ra để nâng cấp thì nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ mở một cái ốc này nó có thể ra. Và đây là một sản phẩm phân phối chính hãng của FPT. Còn bên dưới của nó thì các bạn có thể thấy đây là hai cái hốc tản nhiệt này. Còn đây là cái loa trầm của nó. Mặt trên thì đeo phủ một lớp cao su bên trên để chống bám vân tay và sơn logo màu đỏ. Các bạn có thể nhìn thấy nó rất là nổi bật. Mặt trước của nó thì đeo làm giả cái lưới tản nhiệt màu đỏ này. Có lẽ là lấy từ những cái thiết kế siêu xe đến từ nước Ý. Còn bên này thì nó sẽ có cổng USB, cổng sạc. Và đây là cái đầu độc thẻ, đây là lỗ móc khóa này. Bên này thì có hai cổng USB, cổng HDMI, cổng LAN. Chiếc máy này nói thực sự với các bạn thì rất là thiếu sót khi thiếu cổng Thunderbolt hay là USB 3.1, bởi vì hầu hết những cái máy đời mới bây giờ đều được trang bị cái cổng kết nối đời cao như vậy. Chiếc Dell 7567 là như thế này thì thực sự là một sự thiếu sót. Đây anh em có thể nhìn thấy mặt trước của nó đây. Các bạn lưu ý là sản phẩm này thì được trang bị phím LED màu trắng. Một số phiên bản nếu mà sách tay từ Mỹ về thì nó sẽ có phím LED màu đỏ. Một số bạn này thích LED màu đỏ nhưng một số bạn này thích LED màu trắng. Đây anh em có thể thấy. Nó được trang bị màn hình IPS nên chính vì thế là các bạn có thể nhìn là nó xanh và sáng và trong hơn rất là nhiều. Bên trên của nó thì có camera, cảm biến camera cộng thêm lỗ hai cái lỗ nhỏ, đó là cái mix. Thực ra thì Dell làm cái bản lề làm lại hoàn toàn như này thì nó giúp chúng ta mở nó sẽ tốt hơn so với phiên bản 7559, con phiên bản cũ của dòng này. Này. Hết một trắng và phím của dòng này thì mình cũng đã thử và test, gõ khá là sướng, khoảng cách phím rộng. Và thể có thêm phím phụ, LED một trắng. Con chuột của nó thì các bạn có nhìn này, mình xê cũng khá là mịn và êm. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cấu hình của chiếc máy này. Các bạn có thể thấy là máy nó sẽ chạy Windows 10 bản Home. Và các bạn lưu ý dòng này thì có Windows bản quyền. Nó sẽ hiện là Inspiron 15-7000 Gaming. Có nghĩa là thể hiện luôn một chiếc máy nó đậm chất là gaming, hỗ trợ chúng ta chơi game và làm đồ họa tốt. Được trang bị vi xử lý Core i7-7700HQ, 8 CPU. Và RAM sẵn trên máy này là 16GB nha các bạn nhé, chứ không phải là phiên bản RAM 8GB. Đây các bạn có thể thấy là phiên bản này được trang bị card màn hình series 10 GTX 1050 Ti. Các bạn lưu ý là dòng Ti thì nó sẽ mạnh hơn so với dòng 1050 thường. Đây, bộ nhớ gốc của nó sẽ là 4GB và có thể mở rộng tối đa lên đến 12GB bộ nhớ card màn hình. Các bạn lưu ý đây là nó sẽ lấy bộ nhớ chia sẻ từ RAM nếu mà chúng ta chạy thiếu. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nốt cái dung lượng ổ cứng. Em này thì được trang bị sẵn hai cái ổ cứng, một chiếc ổ cứng SSD với dung lượng 128GB. Và các bạn lưu ý đây, Windows bản quyền thì nó sẵn cái phân vùng recovery ở trên cái ổ SSD luôn này anh em này. Còn cái ổ này thì sách về thì nó sẽ là phiên bản ổ cứng 500GB. Nhưng thường một số phiên bản thì nó sẽ có ổ cứng 1000 nha các bạn nhé. Trong này thì nó có một cái ổ cứng SSD 128GB của hãng Toshiba này và một cái ổ cứng của 500GB này. Các bạn có thể thấy là mình đang test một đoạn video 4K thể hiện trên chiếc 7567 IPS.
Anh em có thể thấy là nhìn độ sáng này chắc chắn hơn hẳn so với con màn Taylor. Màu xanh nó thể hiện rất là tốt. Mình sẽ thay đổi góc nhìn cho anh em. Các bạn có thể thấy là bằng cả góc nhìn 180 độ thì con thần nằn trên này nó cũng thể hiện khá là sắc nét và không hề bị chói hoặc bị lóa, vẫn có thể nhìn được. Thực ra chúng ta làm đồ họa hay chơi game thì chả qua nhìn nghiêng như thế này, nhưng mà cái màn IPS thì nó sẽ thể hiện cái góc nhìn nó rất là rộng, sáng độ sáng cũng sẽ cao hơn. Bây giờ mình sẽ test luôn cái full max để xem cái cạc của con 7567 này chạy có ok hay không. Còn màn hình như này thì quá là ngon rồi. Đang thiết lập cái phần mềm này để test. Phần mềm full max là một cái phần mềm rất nổi tiếng, chuyên dùng để test Vega cho anh em. Nó thực sự cái cạc 1050 Ti nó thể hiện quá là tốt, hình ảnh hoạt động mượt mà. Bây giờ mình sẽ quay gần cho anh em nhìn cái nhiệt độ của nó. Anh em có thể thấy là cái thông số ở trên nó sẽ chạy luôn này, 1050 Ti này. Bên dưới thì nó đang thể hiện cái nhiệt độ này. Test ở chế độ 3D hiện nay mà đang nóng ở mức 51 độ C, một số mà nhiệt độ là rất là lý tưởng. Các bạn muốn test chính xác thì chờ lên nó khoảng 5 phút đến 10 phút. Em này sẽ dừng lại nhiệt độ khoảng 57, 58, nói chung là khoảng 60 độ C. Nhưng mà quạt mình thấy hoạt động cũng khá là tốt. Một số dòng mà quạt hoạt động không ổn định đến tầm này 60 độ thì quạt nó chạy vù vù rất là to, nhưng em đeo này vẫn hoạt động, quạt hầu như là không nghe tiếng gì. Dòng này đeo cũng trang bị hai quạt tản nhiệt, một quạt tản riêng cho GPU, một quạt tản riêng cho CPU. Chính vì thế nó làm mát rất là tốt. Nhiệt độ chốt này ở mức 58 độ C, 59 độ C. Mình sẽ quay gần, hình ảnh hoạt động của các bạn có thể thấy là vẫn rất là mượt. Tổng kết lại thì chiếc Dell Gaming 7567 được trang bị tấm nền IPS, nó thể hiện cái màn. Các bạn có thể thấy là mình đã test thử, nó rất là đẹp, hơn hẳn so với phiên bản màn hình Taylor. Và đặc biệt phiên bản này được trang bị cả RTX 1050 thì nó sẽ hỗ trợ các bạn chơi những cái tựa game hot trên thị trường, chẳng hạn như PUBG và những tựa game như GTA 5 hoặc là những cái game online thì mình không nói rồi, vì những cái game online thì nó rất là nhẹ. Con này thì kể cả các bạn làm đồ họa hay có thể sử dụng Photoshop hoặc những cái phần mềm Revit để chúng ta sử dụng hình ảnh hoặc là dựng video trên một chiếc máy này hoàn toàn thoải mái. Còn một với một cấu hình Core i7-7700, RAM trang bị trên máy là 16GB, thêm một SSD 128 LVMe. Con này thì chạy ổ cứng M2 chuẩn bình thường. Con em này có thể nhận cái ổ cứng LVMe, nó sẽ tốc độ nó sẽ cao hơn. Với một cái ổ cứng 128 cộng 500, giá bán trên thị trường của phiên bản này ở các hệ thống siêu thị đang ở mức khoảng 27-28 triệu đồng. Một cái lưu ý cho các bạn lựa chọn.